Chào mừng anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngưng Trường Stock. Video ngày hôm nay sẽ cập nhật phân tích những thông tin, những lưu ý quan trọng về thị trường ở giai đoạn hiện tại để mọi người có thể hình dung được cái xu hướng tiếp theo. Từ đó, mọi người cũng sẽ có được một cái chiến lược giao dịch phù hợp, một cái kế hoạch mua bán hợp lý nhằm mục đích cuối cùng vẫn là tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt những cái rủi ro trên thị trường ở giai đoạn hiện tại và tất nhiên cũng sẽ đi đánh giá qua các nhóm ngành những mã cổ phiếu tiềm năng để đối với phe cầm tiền mình cũng có thể tìm kiếm được những cơ hội đầu tư ở cái mức giá tốt và đối với cái phe cầm cổ mình cũng sẽ có được một cái kế hoạch gọi là cơ cấu danh mục hiệu quả nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây đăng ký kênh subscribe kênh để nhận những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường. Và mọi người thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn tặng cho em một like để giúp video được đề xuất và lan tỏa tốt hơn đến những anh chị nhà tư khác. Thì đó chính là những cái động lực về mặt tinh thần để em ngày một phát triển kênh tốt hơn, cải thiện chất lượng tư vấn để hỗ trợ mọi người thật là tốt. Trong giờ giao dịch thì em cũng sẽ có một cái cộng đồng tư vấn như này. Đây là nhóm cơ sở nơi chúng ta trao đổi những thông tin, những quan điểm và cập nhật về thị trường xuyên suốt trong phiên. Anh chị có câu hỏi thì em cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người giải đáp những cái thắc mắc. Cách thức, cách thức tham gia nhóm này thì hoàn toàn miễn phí và anh chị chỉ cần nhấn vào cái đường link em ghi ở dưới phần comment là được ha. Và anh chị có bất kỳ câu hỏi nào về cổ phiếu mà em chưa đề cập trong video thì cứ thoải mái chat lại bên dưới phần comment nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận là thị trường qua phiên ngày hôm nay, à xem thử là nó có những cái vấn đề gì anh chị cần chốt lại. Mình thấy là viên đắc hôm nay có thể nói là buồn ngủ, rất là buồn ngủ khi mà chỉ số giao dịch ảm đạm và rằng co biên, hẹp, à, biên độ hẹp quanh tham chiếu trước khi cuối ngày kéo nhẹ tăng 2.13 điểm là khoảng 0.19% lên 1.127.63 điểm cho ngày hôm nay. Và không những chỉ số nó rằng co trong biên độ hẹp mà thanh khoản nó còn rất là ảm đạm. Khi mà giá trị giao dịch trên sàn hồ xe hôm nay thì đạt đâu đó là khoảng hơn gần 14.000 tỷ anh chị. Nó giảm 21% so với phiên liền kề trước đó. Và xét về cái mức độ đóng góp á, thì dòng tiền hôm nay nó tiếp tục có cái sự tích cực hơn ở các cái cổ phiếu vốn hóa lớn và nó luân chuyển sang các cái trụ như là FPT, Hòa Phát, BIDV. Anh chị thấy một điều á là đạn này dòng tiền nó vẫn đang duy trì được cái tính luân phiên phân hóa. Nó cũng sẽ không tập trung kéo quá lâu ở một nhóm ngành hay một cổ phiếu nào mà nó sẽ liên tục lần lượt lần lượt. Ví dụ như giai đoạn trước đó thì có Masan, có g ngày hôm qua thì luân chuyển sang nhà họ Vin thì đến ngày hôm nay thì lại luân chuyển sang FPT. Thì FPT nó cũng có những cái câu chuyện hỗ trợ là theo cái kỳ vọng chuyển giao công nghệ từ phía Nvidia anh chị biết hôm qua thì uh, bên phía Nvidia có sang thăm Việt Nam và có những cái bức hành lan truyền là uh, ông Trương Gia Bình ngồi cùng bàn với chủ tịch từ đó thì họ có những cái kỳ vọng rằng FPT có thể được hưởng những cái chuyển giao về mặt công nghệ thì hôm nay cổ phiếu nó cũng có một cái nhịp bật tốt thực tế thì FPT ở Việt Nam mình vẫn là một cái cổ phiếu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và nó là một cái cổ phiếu có cái gọi là cái tốc độ tăng trưởng khá là bền vững qua các năm thì nói về cái việc mà đây để lựa chọn một cổ phiếu đầu tư dài hạn thì FPT vẫn luôn luôn là một cái sự lựa chọn rất là tốt và thực ra anh chị nào mà có theo dõi kênh của em lâu rồi, thì mình biết là FPT vẫn là một cái cổ phiếu em rất là yêu thích đặc biệt là đối với cái phe mà kỳ vọng dài hạn thì em vẫn nói là đây là một cái cổ phiếu có thể kỳ vọng được rồi à, và bên cạnh đó thì Hòa Phát, BIDV cũng tăng tốt này và cái khá là nhiều cổ phiếu ngân hàng trong VN30 hôm nay mặc dù không kéo mạnh nhưng mà đã góp phần cho là tăng ví dụ như CTG, TACOM, MB, STB, ACB, HD Bank, VB phần lớn là các cái cổ phiếu ngân hàng à, và dòng tiền nếu như mà so với những cái phiên trước đó thì nó có cái sự tích cực hơn ở một số nhóm cổ phiếu thị trường như là bất động sản, như là ngân hàng, hay như là cổ phiếu dòng thép thì hôm nay ba nhóm này nếu như mà so với những cái phiên liền kề gần đây thì nó tích cực hơn à, khi mà nhóm bất động sản hôm nay thì cái sắc xanh nó vẫn chiếm ưu thế hơn nè anh chị mặc dù là xanh nhẹ nhóm thép thì hôm nay cũng kéo rất là sớm ở đầu ngày à, sau đó thì nó hạ nhiệt nhẹ nhưng mà các cổ phiếu nó vẫn neo giữ được sắc xanh nhóm ngân hàng không tăng mạnh nhưng mà phần lớn các cổ phiếu này vẫn neo giá khá là tốt xanh nhẹ hoặc là quanh tham chiếu và bên cạnh đó cái thông tin mà chủ tịch tập cận bình sang thăm việt nam á, thì đây là một cái thông tin được khá là nhiều nhà tư quan tâm trong ngắn hạn và những cái nhóm ngành có liên quan à, kỳ vọng như là thủy sản này như là dẹp may hoặc là như là khu công nghiệp thì ba nhóm này có cái mức gọi là sôi động hơn so với cái phần còn lại của thị trường. Còn một cái nhóm mà có độ nhạy cao với thị trường thì hôm nay là khá ảm đạm đó chính là nhóm chứng khoán. À, nó cũng không có ghi nhận giảm sâu đâu, các cổ phiếu vẫn neo giá nhưng mà so với cái kỳ vọng của nhà tư thì nhóm chứng khoán có vẻ đang khá là ảm đạm. Lát nữa em sẽ phân tích kỹ hơn. Và giao dịch khối ngoại tiếp tục là cái điểm trừ khi mà hôm nay họ là bán rồng anh chị. Hôm nay khối ngoại họ tiếp tục bán rồng uh, trên thị trường. Đây, cái bản thống kê về giao dịch khối ngoại ở giai đoạn gần đây thì hôm nay khối ngoại tiếp tục có một cái phiên bán rồng đâu đó là khoảng gần 300 tỷ trên toàn thị trường. Nhưng mà có một cái điểm anh chị thấy được là là quy mô giảm dần. Cái quy mô bán nó đang giảm dần anh chị. Đây, mình thấy là phiên bán đỉnh điểm là cái phiên ngày 5 tháng 12 với giá trị bán là gần 1.600 tỷ và sau đó nó đang giảm dần, nó đang giảm dần từ từ. Mặc dù là cái giá trị bán 300 tỷ vẫn là một giá trị lớn nhưng mà cái cái trạng thái giảm dần như vậy cũng là một cái điểm cộng đáng ghi nhận đấy tại vì mình có đánh giá với nhau á là cái dòng tiền ngoại bán ở giai đoạn này khả năng là liên quan đến cái việc là rút tiền rút tiền về nên nếu mà mục đích là bán rút tiền về thì nó sẽ bán để nó bán nó rút đủ cái lượng tiền đó nó sẽ ngưng bán nên cái việc mà giảm bán dần như vậy thì cũng là một tín hiệu tích cực thì nếu như mà dòng tiền ngoại nó đảo chiều á thì đó sẽ là một cái động lực rất là tốt cho thị trường chung của mình ở giai đoạn hiện tại tại vì mình cầu nội thì vẫn đang nỗ lực cân á nhưng mà nếu như mà uh, cái dòng tiền ngoại nó cứ tiếp tục bán xuống như vậy thì nó cũng sẽ gây ra một cái thế khó cho thị trường về kỹ thuật á, đi sâu hơn thì mình thấy là hôm qua chúng ta vừa nói với nhau là Vindax nó đã có một cái nhịp test cung. Cái nến hôm qua của thị trường mình á, là một cái nến test cung với khối lượng thấp cho thấy là cái áp lực cung bán ở quanh cái ngưỡng kháng cự bên trên là quanh 1130 nó không có lớn. Có điều là cái lực cầu nó vẫn khá thận trọng khi chỉ số chưa đủ sức vượt qua được cái mốc kháng cự này mà vẫn tiếp tục giằng to trong cái vùng biên độ đi ngang với biên dưới là qua 1007 x và biên trên là qua 1130 anh chị nhìn vào cái khung đồ thị 1 giờ thì mình sẽ thấy rõ hơn cái biến động cái vùng biên đi ngang ở giai đoạn này đấy anh chị thấy không thì hiện tại thì mình vẫn đang dao động trong vùng biên này mình chưa bứt thoát ra khỏi vùng biên này mặc dù là mình đã có một cái test cung cho thấy là cái vùng này cái lực bán nó không lớn và so với cái giai đoạn vừa rồi anh chị so với giai đoạn vừa rồi kể từ khi mình xuất hiện cái cây nến ngày 8 tháng 12 cây bùng nổ theo đà thì vận động thị trường mình lúc đó biên dao động nó khá là lớn. Cái biên dao động nó khá là lớn nhưng mà thời điểm gần đây bắt đầu cái biên nó đang siết lại anh chị. Cái biên dao động nó ngày một nó thu hẹp lại, đặc biệt là nếu như chị để ý là ba cái phiên trở lại gần đây thì viên đắc nó cũng chỉ biến động đâu đó trong khoảng 10 điểm là quanh 1120 đến tầm 1130. Đây ba phiên trở lại gần đây thì viên đắc nó bắt đầu nó, nó hẹp cái biên lại nó xiết cái biên lại với thanh khoản nó thấp dần đây thanh khoản thấp dần biên độ dao động hẹp lại thì thường cái vận động mà xiết biên nén lại như thế là một cái tín hiệu báo hiệu sắp có biến động mạnh ở phía sau để trước một cái biến động mạnh thì thông thường nó sẽ có cái vận động là nó nén lại mình chưa biết là cái vận động biến động đó là biến động tăng hay là biến động giảm nhưng mà thông thường khi mà có một cái cú nén như vậy thì thường nó báo hiệu là sau đó sẽ có một cái biến động mạnh hơn Đấy, nó là gọi là giống như là bình yên trước cơn bão vậy Những cái phiên gần đây nó liên tục dao động buồn ngủ Nó giao dịch rất là buồn ngủ Nhưng mà thường cái vận động như vậy là báo hiệu sắp có một cái biến động mới mạnh hơn Gọi là dao động, dao động biên độ hẹp trước biến động lớn Đó Và đáng lưu ý là hai cái phiên gần đây Chỉ số nó khá là giống nhau Khi nó có cái trạng thái là mở gáp tăng đầu phiên Anh chị nhìn ở cái khung đồ thị 5 phút á, Thì mọi người sẽ thấy rõ hơn hai phiên gần đây nó rất là giống nhau Đây, đầu phiên mở gáp tăng Cái không lớn nhưng mà nó vẫn mở ra cái gap tăng Thì hôm qua là quanh đâu đó 1124 lên 1127 Sáng hôm nay thì quanh đâu đó là 1125 lên 1127 Để nó mở gap tăng đầu ngày Sau đó thì nó rung lắc trong phiên Nó quay về nó test gap Nó lấp luôn cái gáp này Rồi sau đó lại kéo nhẹ cuối ngày nó có một cái lượng cầu tham gia dồn dập đâu đó khoảng 5 phút cuối ngày nó kéo điểm số lên thì hai phiên trở lại gần đây nó đều vận động như vậy và điều đó cũng đồng nghĩa rằng hôm qua là một cây test cung thì hôm nay cũng có ý nghĩa là một cây test cung luôn Cái vận động hôm nay của thị trường nó cũng mang ý nghĩa là một cây test cung với volume thấp Nhưng mà lưu ý cho em Sau những cái phiên test cung á Cái vận động sau đó nó mới quan trọng Đây, nếu như mà sau những phiên test cung ở kịch bản tích cực Thị trường nó sẽ cần xuất hiện một phiên tăng tiếp diễn Tại sau khi test cung ở kịch bản tích cực mà gọi là đi lên mạnh á thì nó sẽ cần xuất hiện một cái cây nến tăng tiếp diễn đó chị vì sao? Cái cây nến tăng tiếp diện đó Nó thể hiện là cái lực cung nó đã suy yếu Và cầu bắt đầu gia tăng Cầu bắt đầu chiếm ưu thế Thì khi đó khả năng Nó sẽ tạo lực cho thị trường mình Vượt được cái nền này Và tiến về cái vùng kháng cự dày tiếp theo phía trên Là quanh 1145 đến 1155 à, Hay xa hơn là đâu đó quanh ngưỡng 1200 Đấy nên trong cái hạn mình đã có hai cái nến test cung rồi nếu như ở kịch bản tích cực thì nó nên xuất hiện một cái phiên tăng sau đó nha Vậy là ngày mai ngày mốt nên xuất hiện một cái phiên tăng để cho thấy là đánh dấu cái lực cầu bắt đầu nó chiếm ưu thế hơn so với cung và nó sẽ tạo lực giúp thị trường mình vượt biên trên thành công và tiến về cái vùng kháng cự tiếp theo là quanh 1145 đến 1155 hay xa hơn giai đoạn phía sau đó thì nó có lực nó đi lên trên này nó quanh 1195 đến 1200 chẳng hạn đó là giai đoạn phía sau còn nếu như mà nó liên tục tạo nên test cung nha anh chị test một lần tốt test hai lần vẫn ok nhưng mà cứ test đi test lại nhiều lần liên tục tạo ra những cái cây nến test cung á thì khi đó nó không còn tốt nữa nó lại không còn tốt nữa như nói rồi cái gì mà quá thì nó cũng không tốt giống như dạng vừa rồi liên tục test đi test lại qua một nghìn một trăm thì nó sẽ đánh thủng đấy cái gì mà quá nó luôn luôn sẽ không tốt kể cả trong phân tích kỹ thuật như vậy nó à, cũng vậy nếu liên tục tạo nến test cung thì nó sẽ tạo cho nhà tư một cái thói quen họ sẽ mặc định là thị trường nếu như mà có bị bán trong ngày á thì cuối phiên nó cũng sẽ kéo lại thôi giống như hai cái phiên gần đây này để bắt đầu nó có bán trong ngày thì nhà tôi họ cũng không có lo lắng quá tại vì thấy rằng à kiểu gì nó cũng kéo cuối ngày và nếu như nó liên tục nó diễn ra như vậy thì họ sẽ mặc định luôn mặc định là thị trường mình sẽ không chỉnh mà nếu nó có chỉnh á thì nó cũng sẽ kéo lại cuối ngày nó nuôi tâm lý anh chị rất là nó nó, nó nuôi nó nuôi tâm lý cho nhà tôi chủ quan thì phía sau rất dễ có một nhịp rũ xuống rồi mới đi lên tiếp được thường mà nó nuôi tâm lý chủ quan thì phía sau nó sẽ có nhịp rũ và lúc đó nhà tôi họ sẽ không trở tay kịp tại vì họ đang in ninh rằng nếu như mà có có giảm á, thì sau đó cũng rút chân lên thậm chí là những cái nhịp giảm trong phiên họ còn mua thêm hàng mà Ở phía sau nó sẽ có một cái nhịp đạp thật thường mà đạp 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 rồi cái rút chân cứ đạp rút chân đạp rút chân thì phía sau thường nó sẽ có một cái nhịp đạp thật để khiến cho nhà tôi trở tay không kịp thậm chí họ sẽ phải bán giá thấp ra trước khi nó có một nhịp kéo giật ngược trở lại nên lưu ý cho em mình đã có hai cái nến test liên tục rồi volume giảm cho thấy lực bán nó suy giảm quanh cản nhưng mà nếu như đây là một cái nhịp test cung tốt thì sau đó nó nên là một cái phiên tăng tiếp diễn thể hiện cái sự áp đảo của lực cầu còn trong cái hạn nó là tiếp tục quay về là tiếp tục quay về qua 1.120 bậc quay về mươi bậc cứ liên tục như vậy thì nó không còn tốt nữa mà vô hình chung nó sẽ tạo cái tâm lý cho nhà tư nó nuôi tâm lý và phía sau rất dễ có một nhịp đạt à, so sánh cái kiểu như thế này thì em có cái giai đoạn mà anh chị nhớ vi băng nó liên tục kéo cuối ngày không nó cứ đạt trong phiên rồi nó rút chân kéo cuối ngày ở giai đoạn đâu đó em nhớ là tầm 2021 thì phải cái giai đoạn mà trước khi vi băng nó có một cái sóng tăng lên rất là mạnh đây giai đoạn này nè giai đoạn 2021 thì anh chị thấy lúc đó nha con vi băng nó liên tục tạo đến rút chân tạo nên rút chân tạo nên rút chân thì đến một lúc nào đó nhà học tư họ giống như là họ đinh ninh rằng là con vi băng nó có đạt trong phiên nó cũng sẽ rút chân cuối ngày thì nó sẽ có một nhịp đạt thật nó có một nhịp đạt thật rồi phía sau nó mới bật lên lại được Ý muốn nói là so sánh cái trạng thái tâm lý so với cái nhịp này Chứ không phải là nó sẽ liên tục tạo cái số lượng nến lớn như vậy đâu Đối với thị trường chung của mình thì em nghĩ là nó sẽ không tạo một cái số lượng nến lớn như vậy Trên tầm 3 cây nến test cung là, là là, là nhiều rồi Là cũng thấy là cho thấy là cố ý tạo tâm lý rồi Nên chú ý cho em ha, à, mình đã có hai cây rồi thì thêm ngày mai ngày mốt nên sớm xuất hiện một cái phiên tăng thì sẽ tốt hơn khi đó mình có thể có cơ hội vượt còn nếu như nó cứ liên tục bắt về lại qua 1120 nó b... nó bật bắt về lại 1120 nó bật thì nó sẽ có một nhịp rũ xuống để nó ép nhà tôi bán ra giá thấp rồi phía sau nó mới bật lên trở lại được đó là về thị trường chung nhưng mà em có nói rồi giai đoạn này thì điểm số thị trường chung của mình nó đang chịu ảnh hưởng khá là nhiều bởi các cổ phiếu trụ nên mình cũng sẽ đi chi tiết hơn ở các cái nhóm ngành để anh chị nắm được nó gọi là nó chi tiết hơn nó khách quan hơn về bức tranh cung cầu thì đối với các cái nhóm thị trường mình sẽ quan tâm chủ yếu là các cái nhóm thị trường nha các cái nhóm mà có nhiều nhà tôi tham gia nó sẽ đại diện tương đối cho cái xu hướng thị trường chứ không cần phải đi qua hết tất cả các nhóm ngành đâu các nhóm thị trường thì mình có những cái nhóm tiêu biểu như là ngân hàng chứng khoán thép bất động sản hoặc là dầu khí là những cái nhóm mà có cái lượng lớn nhà đầu tư tham gia thứ nhất thì nhóm bất động sản anh chị hãy một điều là nhóm bất động sản nó đang hơi yếu khi mà nhiều cổ phiếu nó đang có xu hướng là test về lại biên dưới anh chị hình dung nha thị trường chung của mình hiện tại nó vẫn đang neo biên trên nha nó vẫn đang neo giá ở biên trên qua 1.102x đến 1.130 nhưng mà có khá là nhiều cổ phiếu bất động sản nó đang quay về biên dưới Ví dụ đối với con DSG nó không neo được giá quanh 21 mà nó đã quay về giá quanh 19 rồi. Trước đó mình có nói với nhau thì con DSG nó có biên quanh 19 21 thì hiện tại nó đang về sát biên dưới này. BDR là cái cổ phiếu mà mang tính leader cho dòng bất động sản đạn rồi. Nhưng mà trong cái hàng nó đang chịu sức ép sau cái nhịp mà test lại quanh 29 thất bại thì nó đang có xu hướng quay về biên dưới là quanh giá 26 và con BDR đạn vừa rồi nó lead nên khi nó có trạng thái nó quay về như vậy thì nó cũng sẽ gây cái sức ép cho ngành luôn. Đấy thì với cái vận động như thế này thì nhóm bất động sản có khả năng các cổ phiếu nó phải bắt về lại biên dưới một nhịp à, chứ nó chưa thể nào mà lên ngay được vì nó khó nó những cái con mà gọi là có cái tính đại diện cho ngành nó đang có vận động hơi xấu ví dụ con NovoLand thì cũng đang có xu hướng là muốn quay về lại giá tầm 17 bảy thì nhóm bất động sản gì thấy là nó hơi yếu hơn nó chưa quá xấu nhưng mà nó hơi yếu hơn so với thị trường chung của mình và nó đang có vận động là quay về biên dưới nhóm chứng khoán thì vẫn đang nêu giá nha hôm nay thì nhóm chứng khoán nó vẫn đang nêu giá nó không có bị bán mạnh ví dụ visa giảm mạnh nhất là giảm một phần trăm còn là các cổ phiếu là dao động tăng nhẹ hoặc là giữ cái giá quanh tham chiếu thì nhóm này em có nói hôm qua là mình có con hcm có HCM thì với cái thông tin tăng vốn nó bật khá là tốt trong phiên ngày hôm qua và từ đó nó tạo cái sức hút dòng tiền cho nhóm chứng khoán bật lại cuối ngày. Thì em nói với mọi người là nhóm này có con HCM gọi là tạo lực cho ngành cái phiên hôm qua nó mang tính chất là tạo cái động lực dòng tiền cho ngành nên nếu như mà cái cây nến tăng ngày hôm qua bị phủ nhận cây nến tăng ngày 11 tháng 12 bị phủ nhận tức là nó quay đầu về lại giá dưới 31 á, thì nó sẽ gọi là rủi ro cao khiến dòng chứng phải quay về biên dưới nha hiện tại thì dòng chứng nó vẫn đang nêu giá khá là tốt nhưng mà nếu như con HCM nó phủ nhận cái cây nến tăng này thì khi đó dòng chứng có khả năng chưa vượt được trong nhịp này mà nó sẽ cần một cái nhịp bắt về lại biên dưới để test lại rồi phía sau nó rằng co trước khi mà tạo ra một cái xu hướng mới ví dụ con viên đi thì nó sẽ bắt về lại giá quanh 20 mươi à, nè ssi thì nó sẽ bắt về lại giá quanh 30 mươi x nè rồi con um, um, v uh, VCI, à VCI thì nó sẽ bắt về lại quanh giá tầm 39 x nè. Đấy thì phần lớn các cổ phiếu chứng khoán thì chắc qua đi thì nó vẫn đang neo bên trên nha. Nó vẫn đang nêu giá. À, có điều là nó hơi đuối khi mà các một số cổ phiếu nó giữ cái giá ở cái mức thấp của cây rút chân ngày 7 tháng 12. Đây cây này ví dụ con VCI đi, nó rút chân quanh tầm giá 41.5 thì bây giờ nó đang lình xình nó quay về lại giá quanh 41.5 và 42. Đây là cái trạng thái là chưa có sự tiếp diễn lực cầu xong ở cây nến rút chân vuông to thì đó cũng là một tín hiệu mình cần chú ý trong ngắn hạn. À, lưu ý thì có thể nó chưa chỉnh nha nhưng mà nếu như nó giữ giá lâu quanh đây thì nó cũng sẽ là một cái hiện tượng tạo điểm mua đấy vì căn bản cây hôm đó rút chân rất là dứt khoát nhưng mà sau đó bắt lại và giữ giá đi ngang thế này thì nó cũng sẽ dễ xuất hiện một nhịp rũ nên đối với em nhóm chứng khoán nên sớm bật lại phải tăng phải tăng thì mới tốt còn nó lên xình đi ngang thì cũng chưa chắc tốt nha nên theo dõi kỹ nhóm chứng khoán đặc biệt là xem từ hcm nó có phủ nhận lại cái cây tính tăng ngày hôm qua hay không nó rất là quan trọng à, thì như vậy anh chị thấy được một điều á là hai cái nhóm chứng khoán thì nó vẫn đang có lực bán chặn nha chứng khoán thì vẫn đang có lực bán chặn khiến cho các cổ phiếu không bật lên được bất động sản thì quá rõ rồi À, mặc dù hôm nay DSG nó có xanh nhẹ đấy nhưng mà căn bản là đã về sát biên dưới rồi để cho thấy là cái nó yếu hơn thị trường chung, chung Nhắm thép thì hôm nay có sự chủ động bật lại nhưng mà cái cung chặn bán ở trên vẫn nhiều khiến cho các cổ phiếu nó tạo đuôi nến trên nam kim thì có tạo đuôi nến trên nè hà phát nè hà phát thì tốt hơn hà phát thì tăng tốt hơn nhưng mà căn bản cuối ngày cũng có một cái đuôi nến trên nè à, rồi he sen này cũng có một cái đuôi nến trên nè đấy thì cho thấy là nó có cái lực bán chặn phía trên mặc dù là tạo lập đang muốn neo giữ điểm số nó vẫn đang cố gắng neo giữ điểm số thông qua các cổ phiếu trụ hôm nay mình thấy là vin 30 tăng gần 4 điểm mà đất của mình tăng có hai điểm cho thấy là dòng tiền nó vẫn có cái sự tập trung nhiều hơn ở các cổ phiếu trụ thì giai đoạn này mà điều tiết trụ của anh chị nó là hơi nhạy cảm tại vì tuần sau thứ năm tuần sau mình sẽ có sự kiện đáo hạn phái sinh đáo hạn phái sinh tháng 12 thì anh chị biết rồi, đáo hạn phái sinh thì nó sẽ gọi là có những cái biến động nhiều ở các cổ phiếu trụ để nó điều tiết Vào ngày đáo hạn phái sinh thì điểm số của VIM30 à, Điểm số của phái sinh nó sẽ lấy theo giá trung bình 30 phút cuối ngày của VIM30 Nên nếu như nó có lệch á thì nó ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của phê lo hoặc phê sọt khi đó Thì nó sẽ có những động thái điều tiết VIM30 Nên cái giai đoạn mà cận đáo hạn á, Đặc biệt tuần này mình cần đáo hạn á, mà nó điều tiết trụ á thì cũng khá là nhạy cảm. Có thể là nó nó nhằm mục đích là phục vụ cho đáo hạn phái sinh. Nên đó là lý do vì sao mà em cần cần mọi người không chỉ nhìn về mặt điểm số mà mình phải đi qua các nhóm ngành. Mình phải đi qua các nhóm ngành để xem thử là cung cầu nó đang vận động như thế nào. Vì căn bản vận động thị trường mình thì được cấu tạo bởi vận động các nhóm ngành. Có điều các cổ phiếu trụ á thì nó có mức độ tác động nhiều hơn. Nên đôi khi nó chỉ cần dùng vài trụ thì nó khiến cái điểm số đi được theo như cái ý muốn của nó, trong khi trong nội bộ thì các cổ phiếu nó lại vận động khác. Thì hiện tại mình đi sơ qua là thấy là chứng khoán có lực bán chặn này cầu hơi đuối thép có lực bán chặn thép vẫn khỏe nha nhưng mà có lực bán chặn chưa lên được à, bất động sản thì hơi yếu hơn nhưng mà nó có một cái điểm cộng là ở nhóm ngân hàng thực sự là nhóm ngân hàng xét về mặt kỹ thuật á thì form hiện tại đang khá là đẹp và nó có cái sự đồng thuận trong dòng mặc dù là nó có những phiên tăng giảm tăng giảm đang xen nhưng mà các cổ phiếu ngân hàng nó đang đồng thuận ở chỗ là nó tôn trọng cái đường xu hướng ngắn hạn nó khá là tôn trọng cái đường xu hướng ngắn hạn ví dụ con BDV là cái con mà đang tương đối khỏe phải nó xem là rất khỏe ở giai đoạn này BDV hôm trước em nói rồi thì cái form mà đang ở nhiều số 1 thế này thì cho dù nó có chỉnh xuống thì mình sẽ canh đánh ngắn được thì hôm nay nó lại nhanh chóng nó bật lại rồi thì anh chị nhìn cho em đường màu tím nha Đường màu tím ở đây này đó thì các cổ phiếu ngân hàng giai đoạn này phần lớn là bắt đầu là vượt trở lại trên cái đường xu hướng ngắn này đây MBB này MB form rất đẹp nếu như mà xét về mặt kỹ thuật thôi đấy thì form nó rất đẹp nha nó test về lại quanh đây nó bật lên nè rồi OCB, OCB kể cả phiên hôm qua có lực bán nhưng mà nó vẫn chạm về lại đường xu hướng ngắn hạn nó bật lên nè chị thấy không? Nó vẫn chạm về đâu đó là quanh đường xu hướng ngắn này nó bật lên. Quanh cái mức giá là tầm 13.6 thì nó bật lên nè. À, con HD băng nè, HD Bank nè vẫn neo được trên đường xu hướng ngắn rất là tốt. Rồi cổ phiếu Techcombank nè, Techcombank nè, đây vượt trở lại nè và như em nói Techcombank kỳ vọng nó sẽ về lại quanh giá 32 rồi CTG nè đây test lại quanh đường xuống ngắn bỏ lên rất là tốt thì em thấy là nhóm ngân hàng nó đang có sự đồng thuận nha và cái form nó là một cái form đang có thể tăng trong ngắn hạn có thể nó sẽ không thể nào mà tăng mạnh anh chị khó kỳ vọng nhóm ngân hàng nó tăng mạnh như nhóm chứng khoán hay nhóm bất động sản lắm tại vì cái quy mô vốn hát của nó khác và cái cái độ nhạy cái độ beta của ngân hàng so với thị trường nó cũng không cao có thể là một số cổ phiếu như là LBB hoặc là SHB nè thì những cái con này nó có cái độ beta cao hơn thì đôi khi nó biến động mạnh hơn nhưng mà đa phần các cổ phiếu ngân hàng á thì nó nó gọi là nó chậm nó chậm so với thị trường nên mình kỳ vọng nó tăng ở đây á là nó sẽ tăng đồng thuận có thể là cả ngành tăng đó là 2 đến 3 phần trăm nhưng mà chỉ cần nhóm ngân hàng nó tăng được bao nhiêu đó thôi á thì nó cũng dư sức để giúp thị trường mình bứt phá ra khỏi được cái biên độ đi ngang này nên nếu như mà xét về cái nhóm mà có cái kỳ vọng có thể đưa thị trường mình bứt phá ra khỏi nền đi ngang thì nhóm ngân hàng đang có gọi là đang có là một cái ứng cử viên có khả năng và nhóm tiếp theo là nhóm thép nhóm tiếp theo là nhóm thép còn nhóm chứng khoán á thì trong cái hạn nó vẻ là đang bắt đầu gặp cái cung chặn bán ở bên trên rồi thì mình sẽ cần theo dõi thêm nhưng mà nói về cái vị mà có thể dùng để kéo ở giai đoạn này thì ngân hàng ngân hàng là cái nhóm mà dễ dùng để kéo nhất nên chị chú ý xem cái đó ha ví dụ như một hai phiên tới mình thấy nhóm ngân hàng kéo á, thì cho thấy là cái chủ đích của nó có vẻ là đang muốn cho vượt nền thì nhóm ngân hàng thì đang có độ đồng thuận khá là cao thì đó là cái điểm cộng so với những cái nhóm cổ phiếu thị trường khác rồi đó là về thị trường chung ha Thì căn bản giai đoạn này thì vẫn đang neo giá thôi Đang neo giá trong nền Chưa có gì mới cả nếu xét về cái vận động thì chưa có gì mới cả nó vẫn đang neo giá trong nền vận động vẫn là biến động đi ngang thì mình vẫn sẽ tiếp tục áp dụng cái chiến lược đối với vận động đi ngang nhưng mà có cái lưu ý là mình đang có những cái phiên test cung liên tục thì sau những cái phiên test cung liên tục này nên xuất hiện một cây nến tăng thể hiện rằng cầu đã thực sự áp đảo trong cái hạn thì khi đó nó khả năng nó sẽ vượt nền được và nó tiến về cái vùng kháng cự tiếp theo qua một một bốn năm đến một năm được còn trong cái hạn mà nó liên tục xuất hiện tần suất nhiều á tầm 3 4 phiên liên tục cứ chạm về quanh 1120 bậc, chạm về quanh 1120 bậc á thì vô hình chung nó sẽ nuôi tâm lý chủ quan cho nhà đầu tư thì phía sau nó sẽ dễ có rủ. Nó sẽ dễ có rủ. Nhưng mà rủ ở đây là một cái nhịp rủ bỏ thôi, cũng gọi là đảo chiều ngay thì chưa. Anh chị chú ý cho em cái phiên ngày 4 tháng 11 nha. 4 tháng 12 nha là cái phiên tăng 18 điểm và volume bùng nổ ấy. Thì cái phiên này có ý nghĩa là kích thích tâm lý và cho thấy cái sự bùng nổ của dòng tiền cái gap up này cái gap up này cái gap up mà thì cái sức mạnh cầu ở giai đoạn này luôn nên theo nó không cần nó không nên được lắp lại nó sẽ là cái chốt chặn cho cái kỳ vọng tăng lần này khả năng thị trường mình có vượt được cái nền hay không á thì ở trong cái nhịp này á, trong ngắn hạn thì nó sẽ quyết định bởi cái gap này nếu như nó lắp lại á, thì xem như là fail nha thì Vindax khả năng nó sẽ tiếp tục phải có thể là quay về biên dưới qua 1080 và nó xoay quay trong một khoảng thời gian tương đối trước khi nó là tiếp tục tiến lên vượt. Nên theo đây là cái gáp chốt chặn. Còn nếu nó có chỉnh thì em view vẫn chưa chỉnh sâu nha tại vì bối cảnh hiện tại về vĩ mô thì mình vẫn có những thông tin ủng hộ rất là tốt ví dụ như vừa rồi là fit rating nâng xếp hạng tín nhiệm việt nam này rồi những thông tin như là cái công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại việt nam là nvidia rồi nó sẽ giúp cho cái dòng vốn ngoại có thể thu hút được tốt hơn rồi trong cái hạn thì mình vẫn đang liên tục thúc đẩy cái quan hệ ngoại giao với nhiều nước gần nhất thì mình sẽ có chủ tịch tập cận bình sang thăm việt nam để thực tế những cái thông tin mà Chủ tịch Tập cận bình sang thăm Việt Nam á, nó đang được dành được nhiều cái sự chú ý trong ngắn hạn nhưng mà lưu ý cho em á, thực tế thì anh chị cứ xem là quá khứ đi, mình đã có vài lần, mình đã có vài lần mà Chủ tịch Tập cận bình sang thăm Việt Nam, em có thống kê lại đây, đây khoảng 3 lần, thì nó tăng giảm nó không có một cái quy luật nào cả, tức là nó sẽ không có một cái mối tương quan giữa việc là uh, Chủ tịch của Trung Quốc sang thăm Việt Nam thì thị trường mình nó sẽ tăng hay giảm. Để chủ yếu là sau một cái chuyến thăm như thế này nè anh chị thì nó sẽ ký kết những cái văn kiện nó sẽ có những cái văn kiện quan trọng được ký kết nó sẽ nâng cao cái quan hệ ngoại giao hợp tác giữa hai nước và điều đó là tích cực cho các cái lĩnh vực như là xuất khẩu giao tại vì mình đẩy mạnh giao thương mà tích cực cho xuất khẩu tích cực cho du lịch mình có thể thu hút vốn fdi nhiều hơn và các cái vấn đề về chính trị nữa đấy nên đây là cái thông tin mà mình đánh giá là theo cái hướng mà nhìn theo tầm nhìn thôi nhưng mà có thể trong ngắn hạn nó sẽ tích cực đối với một số nhóm kỳ nhà tôi học kỳ vọng thì nó sẽ tích cực trong ngắn hạn thôi nó không có kéo dài nhưng mà nó là cái góc nhìn cho thấy là mình vẫn đang làm tốt cái điều này và từ đó nó sẽ thu hút cái dòng vốn ngoại tốt hơn vì cái dòng vốn fdi là một trong những động lực quan trọng cho nền kinh tế của mình thì hiện tại mọi thứ vẫn đang ổn nên em nghĩ là nếu có chỉnh thì cũng sẽ không chỉnh xong một là nó sẽ bứt nền hai đi ngang tiếp thôi một là nó sẽ bước được nền này hai đi ngang tiếp đó là về thị trường ha Tiếp theo em sẽ đi qua một số cái cổ phiếu tiêu biểu, một số cái nhóm ngành quan trọng để anh chị mình có thể cập nhật ở giai đoạn này, mình tìm kiếm cơ hội đầu tư. thì Thứ nhất, đối với nhóm ngân hàng như anh vừa nói rút lại rồi, thì khả năng các cổ phiếu đa phần nó đang có cái vận động khá là đồng thuận trong ngành. À, nên nếu như mà xét về cái khả năng mà muốn kéo thị trường mình thì nhóm ngân hàng là cái nhóm dễ kéo nhất. Thực tế thì nhóm ngân hàng nó không cần kéo mạnh, mỗi con kéo tầm 2-3% thì thị trường mình dư sức vượt ra khỏi cái nền này. Ờ, có điều con cái con đầu ngành là con việc thì nó hơi xấu một tí vì sau khi nó nén cái tam giác này thì là đang cắm đầu xuống đối với Vietcombank thì thêm nó không nên mất cái ngưỡng giá tầm 83 mươi nha vì công nó không nên mất cái ngưỡng giá tầm 83 thì tốt hơn thì ở vùng này em nghĩ là nó nên chủ động bật lại đi nên chủ động bật lại thì tốt hơn tại vì đây cũng là một cái cổ phiếu đầu ngành thì nếu như mà Vietcombank nó chịu áp lực bán mạnh thì nó cũng sẽ gây cái áp lực lên các cổ phiếu khác nên mặc dù là các cổ phiếu trong ngành ngân hàng đang ổn nhưng mà cần chú ý thêm việc nó nên giữ trên 83 thì nó sẽ tốt hơn một cái cổ phiếu có mẫu hình tương tự là vi băng cũng liên tục tạo nên rút chân này liên tục tạo nên rút chân thì đây cũng là một tín hiệu cần lưu ý thì theo em sau ba cây thế này thì nó nên tăng đi nó nên xuất hiện một cây đến tăng vượt 19.5 chẳng hạn thì nó sẽ tốt hơn rồi nãy ngân hàng nói qua hết rồi ha acb acb thì em vẫn kỳ vọng nó sẽ có một cái nhịp tăng nó quay về lại cái vùng giá tầm hai ba năm hai này tại vì căn bản ở cái nhịp này này, cái nhịp này nè thì cái, cái phiên hôm đó chủ yếu nó kéo cho phục vụ cho hoạt động của cơ cấu quỹ nó kéo để bán được để quỹ được bán giá tốt hơn hôm đó có giao dịch thỏa thuận á còn à, về cái phân phối thì nó xác suất chưa cao tức là cái khả năng mà con acb nó còn quay về lại được cái vùng biên trên là quanh vẫn cao ha cái điều ngân hàng nói rồi mua thì chấp nhận nó chậm nha ngân hàng thì không thể nào đòi như chứng khoán như bất động sản được đặc, đặc tính của ngành như vậy rồi à, nhóm chứng khoán thì chú ý cho em HCM và HCM không nên phủ nhận là cái tăng ngày hôm qua cần phải giữ được trên 31 thì khi đó dòng chứng khoán thì nó sẽ có kỳ vọng tốt hơn. Còn nếu như mà HCM phủ nhận cái mốc giá 31 này thì khả năng rất cao nó sẽ quay về lại tầm quanh 28x29 và khi đó các cổ phiếu dòng chứng nó cũng sẽ cần có động thái nó quay về biên dưới. À, ví dụ như con Vin đi thực tế nó vẫn chưa vượt về lại được biên trên, nó vẫn dao động một cái vùng khá là lình xình. Anh thêm Vin đi thì chú ý cho em. Nó đã test giá một nhịp nó bật rồi thì phía sau không nên quay đầu về lại giá quanh 21.3 nữa. Nếu quay đầu về giá 21.3 thì có thể sẽ phải đánh quét xuống một nhịp đấy à, SSI hầu như dòng chứng khoán vận động ngắn hạn như nhau nó đang rằng co ở bên trên thì mình sẽ theo dõi cho em cái tín hiệu từ HCM nha thì em vẫn kỳ vọng là nhóm chứng khoán nên có một phiên tăng lên chủ động tăng lên cho thấy cầu chủ động còn nếu như nó có linh xình quanh đây thì nó cũng sẽ có rủi ro là tạo điểm mua thấp tại vì căn bản nó là cái mức giá đa phần là cái mức giá hôm rút chân ngày 7 tháng 12 hôm đó nếu như thực sự là cầu tổ chức tham gia vào hấp thụ cái thông tin KRS vì KRS là cái thông tin cái việc mà kỳ à, có cái rủi ro cho rằng sẽ hoãn KRS đó là lý do khiến cho dòng chứng khoán bị đạt vào phiên ngày 7 tháng 12 à, sau đó nó có cái lực cầu hấp thụ giúp cho các cổ phiếu rút chân trong phim và với volume rất là lớn thì thông thường với volume này nếu như tổ chức là cái lực hấp thụ thì nó không nên bắt về lại giá thấp nữa vì một khi tổ chức đã mua vào thì nó sẽ không muốn cho nhỏ lẻ mua được giá thấp nữa nha chị nó sẽ kéo lên luôn còn cái vận động ngắn hạn mà nó neo giá quanh đây á, thì nó cũng sẽ có một cái mức rủi ro nhất định nên theo em dòng chứng thì nên sẽ uh, sớm kéo nha thế thì thực tế nam kim nó có những cây nến bị chốt ngược nhưng mà có một điểm là anh chị chú ý xem nó không có tại điểm mua giá thấp đó là điểm cộng quan trọng nhất cho nam kim nó không có hiện tượng tại điểm mua giá thấp anh chị thực tế thì ai muốn chốt vẫn có giá chốt rất tốt đối với nam kim quanh hai ba thì đối với form của nam kim thì nó giá vẫn khỏe và cái điểm cộng lớn nhất của nam kim so với những cái cổ phiếu thép khác á, là nó đã vượt được cái gap này cái gáp ngày 22 tháng 9 anh chị check qua đi hai sen chưa vượt này gáp này là quanh tầm giá hai nó chưa vượt được cây ngày 8 tháng 12 nó chạm về nó bị chốt ngược thì xem như là chưa vượt nha Hà Phát nè kể cả hôm nay tăng rất tốt trong phiên nhưng sau đó cũng bị chốt ngược thì là chưa vượt à, VGS thì con này thì nó khỏe hơn nó khỏe hơn thì vận động nó giống Nam Kim rồi à, hoặc là cái con Palm này thì nó có những cái câu chuyện riêng của nó nó anh chị thấy là kể cả cái phiên dòng thép chỉnh nó vẫn tăng ngày con này nó có những câu chuyện riêng À, còn mình sẽ tập trung vào ba con chính là hai sen nam kim và hà phát thì con nam kim là cái con duy nhất mà vượt được gác này rồi thì trong đó, cái hạn cái gác này sẽ trở thành kháng cự hỗ trợ rất mạnh nha một cái kháng cự gần mạnh thì sau khi vượt được thì nó sẽ trở thành hỗ trợ mạnh nên nếu như mà nam kim giả sử nó có những cái đợt chốt xuống về quanh 22, 22 thì thêm nó là cơ hội nhiều hơn rủi ro vì cái volume này thì về rủi ro phân phố của nam kim nó không cao còn hai sen thì nó vẫn khá là fail ở vùng biên trên nên nếu như mà xét về những vị thế mua em vẫn ưu tiên nó về là biên dưới quanh 20x21 nha nó vẫn có áp lực bán chặn phía trên rất lớn nên cái biên xe quay là quanh tầm 20x đến 22x thì mình vẫn sẽ bám theo hà phát thì chú ý cho em phi hôm nay là tiền vào nhưng mà nó vẫn chưa vượt được cho thấy một điều là cái có cái lượng cung chặn trên ở cái ngưỡng giá quanh 28 khá là lớn và đây cũng là cái ngưỡng quan trọng luôn thì nếu như mà con hà phát nó vượt được cái gáp này á thì nó vẫn sẽ có khả năng nó vượt đỉnh nha vì gáp này là một cái vùng kháng cự rất mạnh chú ý cho em cái lực hấp thụ quanh đó nếu vượt được có khả năng vượt đỉnh và từ đó nó cũng sẽ kéo dòng tiền vào nhóm thép sẽ tốt hơn rất là nhiều Nhóm bất động sản thì leader là BDR và à, BDR đang có tín hiệu về lại biên dưới nên em nghĩ là nhóm bất động sản nó sẽ có rủi ro giai đoạn này phần lớn các cổ phiếu nó sẽ test về lại biên dưới luôn rồi những cái cổ phiếu mà nó có câu chuyện riêng tốt hơn đó, thì nó sẽ giữ giá được à, ví dụ như con NTL thì nó có những cái câu chuyện chia cổ tức trong ngắn hạn này nên ở giai đoạn này chị thấy là nó giữ giá tốt hơn so với phần còn lại anh à, vậy không tuần này thì nó chia cổ tức tiền mặt 25% vậy là nó sau khi nó vượt định nó vẫn nêu giá rất là tốt thì trong cái hạn 29 sẽ là cái ngưỡng hỗ trợ của nó còn lại các cổ phiếu khác ví dụ DG mặc dù là nó so với DG nó khỏe hơn nha nhưng mà nếu như trong ngắn hạn á nó lên xình lâu quanh đây á thì nó cũng sẽ khiến cho cung mất kiên nhẫn bán xuống ở trước mắt là nó sẽ có cái hỗ trợ ngắn là quanh cái gáp này quanh cái gáp là ở cái vùng giá 25 đây gáp này sẽ là hỗ trợ ngắn của con DG và nếu thêm mà con này nó quay về dưới 26 thì nó sẽ có rủi ro rất cao, nó sẽ cần test về lại cái biên dưới luôn và nó sẽ dao động sideways chứ nó chưa vượt được trong nhịp này. Ờ uh, DSG thì đang ở biên dưới quanh 20 quanh 19 và thông thường nha. Nó vẫn có thể xuất hiện một cái tình huống như thế này nè, gọi là bear trap. Mình có bull trap và mình cũng sẽ có bear trap, tức là nó cối nó đánh rũ thủng sau nó kéo giật ngược lên. Tại vì trong cái hạn thì biên của nó chủ yếu vẫn là 19 21 thôi, nhưng mà có thể nó sẽ có một nhịp đánh thủng 19 để nó kích thích tâm lý nhà tư bán ra sau đó giật ngược lại nên ở vùng này nếu như nó xuất hiện trạng thái như vậy là bình thường tại vì thực tế DSG nó sắp sắp tới là ngày chốt quyền của nó là vào ngày 15 tháng 12 và theo em thống kê thì thông thường trong quá khứ những cái đợt mà DSG nó chia cổ tức nó phát hành quá thì trước khi chia trước ngày giao dịch không mượn quyền thì nó đều sẽ có một cái nhịp rũ ví dụ như là cái giai đoạn mà 14 tháng 8 2019 này thì nó cũng có chia cổ tức cổ phiếu là 22 phần trăm anh chị lật lại cho em 2019 này Đây 14 tháng 8 2019 Vì thế là lúc đó Trước khi nó cái ngày giao dịch không hưởng quyền Tại vì thông thường nha Ngày giao dịch không hưởng quyền á Thì nó sẽ công bố trước đó Trước khi chia cổ tức nó sẽ công bố trước một thời gian Đây ngày 14 tháng 8 là ngày giao dịch không hưởng quyền Thì trước đó giờ thấy nó có rủ xuống một nhịp không cái nhịp ruộng này, để nó nhằm mục đích là nó ép những ai mà không muốn nhận quyền phải bán giá thấp ra bán giá thấp rồi sau nó mới kéo lên đấy thì thông thường em thấy là những cái đợt mà trong quá khứ đất xanh nó trước khi nó chia trước ngày giao dịch không hưởng quyền thì nó sẽ có động thái ép xuống nên giai đoạn này cái việc mà đất xanh nó chỉnh từ 21 về 19 thì nó em thấy nó cũng có thể là hợp thức hóa cái cách đánh của nó như vậy và có thể thậm chí nó sẽ xuất hiện một cái nhịp ép thủ 19 trước khi nó kéo dọc ngược lại nên mọi người chú ý cho em ha rồi con NT, con KDH thì thực ra vùng này đẹp, vùng này nếu như mà xét về vị thế mua thì có thể là đánh ngắn được, vì căn bản con này nó gần nền, biên của nó là quanh tầm giá 30x đến tầm giá 33x thì ở vùng cận 30x thì nó sẽ là cái điểm mua hơn là điểm bán. Con Nam Long thì nó em nói rồi hôm trước là biên 36, 38 nên thực tế giá quanh 36 thì em sẽ ưu tiên cho việc mua hơn là cái việc bán ha. CEO thì cận biên trên quan tâm 24 năm 25 thì nó sẽ là cái vùng mà có thể cân nhắc cho cái vị thế chốt một phần ngắn hạn được đối với nhóm bất động sản thì như vậy ha đa phần các cổ phiếu nó sẽ có xu hướng test về biên dưới Novaland thì quanh 17 này rồi em muốn chỉ chú ý cho em một nhóm là nhóm đạm nhóm này thì đang có cái vận động giữ giá giữ giá ở vùng nền nói chung là cái vùng này là cái vùng giá thấp nên trong bối cảnh thị trường mình đang ở vùng sideways thì khi dòng tiền luôn chuyển khả năng đạm có thể hút tiền và tăng được mỗi nhịp ngắn nên đối với vị thế muốn trading thì em nghĩ là dòng đạm đánh được DCM hoặc là DBM à, em thì có sự ưu tiên hơn một tí cho DCM tại vì nó đã vượt ra khỏi những cái đường xu hướng rồi còn DBM thì nó còn nằm phía dưới cái điều là cái form chạc của hai cổ phiếu này đều tham gia được HGH dòng cạn biển chị cũng thể chú ý nha có điều một điểm trừ của cổ phiếu á là nó không có giữ được cái gap ngày 4 tháng 12 nó test lại gáp rồi thì nếu như mà cái gáp này không bị lắp lại thì nó sẽ kéo sớm hơn nó sẽ dễ dàng nó kéo sớm hơn nhưng mà trong cái hàng nó bị lấp lại nên có thể nó sẽ rằng co một nhịp quanh đây nhưng thực tế thì cái ngưỡng quanh tầm 35 35 năm 36 là hỗ trợ của con HAH nên nếu mà xét bị thêm mua thì vùng này cũng có thể tham gia được dòng khu công nghiệp thì dòng khu công nghiệp dòng thủy sản dòng dệt may thì trong cái hàng nó hưng phấn theo thông tin tập cận bình sang năm việt nam nhưng mà đối với em đó là cái nhịp hưng phấn ngắn thôi à, về cái câu chuyện dài thì khu công nghiệp nó vẫn sẽ là cái nhóm thực sự hưởng lợi đối với con kbc thì chú ý cho em nó vẫn không nên bắt về lại giá ba năm thì sẽ tốt hơn nha dòng này thì những cái con như VGC, SSC, IDC thì nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn nhiều. Thì IDC thì giai đoạn này chú ý cho em ha. À, VGC và SSC vẫn đang nêu giá tốt quanh đỉnh nên có kỳ vọng cho IDC sẽ vượt được. Thực tế thì cái vùng cung của con IDC quanh giá 52 không nhiều nên nếu như nó vượt được thì phía sau càng những nhịp xác nhận có thể canh gia tăng hoặc thậm chí là mua mới cũng được. Vì nhịp mà nó giữ giá khá là tốt đó anh chị. Rồi dòng đầu tư công, đầu tư công thì VCG vận động này giữ giá thế này các anh sẽ tiếp tục tăng về tầm 25 năm 26 được nha. HV, HV thì khả năng nó sẽ tăng tiếp được về là tầm giá quanh 17 thực tế thì nó đã vượt ra khỏi cái trend giảm ngắn rồi. Nó vượt ra khỏi trend giảm ngắn bằng một cái một một bằng một cái gáp nên gáp này thực sự là một cái vùng gọi là thể hiện cái sức mạnh lực cầu cho HV. Đây là gáp rất quan trọng nha, vượt trend giảm kèm gáp. Với vận động này trước mắt kỳ vọng nó sẽ về lại quanh giá 17 rồi đó là một số chia sẻ của em về thị trường qua phiên ngày hôm nay cũng như là một số cổ phiếu anh chị cần lưu ý à, mọi người thấy video hữu ích thì nhớ tặng cho em một like đăng ký kênh subscribe kênh để giúp kênh phát triển tốt hơn ha à, và có thể tham gia vào nhóm tư vấn này để nhận những khuyến nghị trong phiên và anh chị nào muốn hỗ trợ mở tài khoản hoặc là tư vấn về mặt danh mục thì có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại bên dưới cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn dành thời gian ủng hộ kênh chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi nha. xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ à.